Hey, xin chào các bạn. Trong video này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hai phương thức cuối cùng trong phần DOM Selector của JavaScript. Đó là hai phương thức Query Selector và Query Selector All. Thì hai cái này nó khác và giống nhau như thế nào và cách dùng của nó ra làm sao thì bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn. Về bản chất, hai phương thức này nó là bao hàm của cả ba cái phương thức này. Đó. Nó cho phép chúng ta chọn một thẻ HTML thông qua tag name, thông qua class name hoặc là ID. Thì cả hai phương thức này đều cho phép chúng ta làm được việc đó. Tôi lấy ví dụ, tôi có một ví dụ như thế này để các bạn có thể hiểu hơn về hai phương thức này. Giả sử tôi sẽ tạo ra folder tiếp theo là listener. Tôi sẽ tạo ra một file index.html. Và trong index này tôi cũng sẽ sử dụng 5 cái thẻ P này. Tôi sẽ khai báo 5 cái thẻ P này. Đó. Và tôi sẽ có một cái script như thế này. Thì cách dùng của nó khá đơn giản thôi. Nó được viết là document.querySelector. Đó. Và như tôi nói là nó có thể chọn tên thẻ, class của thẻ hoặc là ID của thẻ. Tôi sẽ để lại như thế này. Và tôi chọn theo tên thẻ. Bên này tôi sẽ console log luôn lên object. Tôi chạy cái trang này lên để các bạn thấy được kết quả. Đây, thì các bạn thấy là khi tôi chạy Query Selector và chọn thẻ P thì nó chọn cho tôi được cái thẻ P thứ nhất. Đây, đó. Tôi giả sử tôi thay class thành on và tôi thay đây. Thì cách dùng class của nó giống như trong CSS, thế là chấm class và tôi chọn như này. Thì nó vẫn lấy ra cho tôi được thẻ P có class là on. Và giả sử tôi thay ở đây thành ID thì lúc này tôi chỉ cần thay ở đây, ở trong Query Selector này, thành thăng tên ID như thế này. Thì cách dùng của nó giống như là các bạn sử dụng trong CSS, rất là dễ. Và các bạn thấy là một cái hàm này nó bao quát cả ba cái hàm mà tôi vừa giới thiệu. Đó. Và cách dùng của nó khá đơn giản. Đây. Đó. Về bản chất thì là nó giống nhau. Về bản chất là so với ba cái hàm mà tôi đã giới thiệu ấy, thì nó giống nhau. Cũng dùng để chọn một thẻ nào đó trên một trang web. Và tuy nhiên thì với cách sử dụng cái phương thức này thì nó ngắn gọn hơn rất là nhiều. Đó. Đây. Đó, các bạn thấy tôi vẫn chọn ra được cái thẻ có ID là 1. Quay trở lại cái phần name này. Tôi chọn là P. Thì các bạn thấy là trên trang này có 5 thẻ P. Khi tôi query selector thẻ P thì tôi lại chỉ chọn được một thẻ P duy nhất. Đây. Đó. Có nghĩa là đối với Query Selector, chúng ta luôn chỉ lấy ra được một cái object trên trang đó thôi. Hay nói khác là với Query Selector, chúng ta luôn chỉ lấy ra được một thẻ trên cái trang đó thôi. Trên trang đó thôi, mặc dù nó có rất nhiều thẻ giống nhau như thế này, rất nhiều thẻ P. Hay nói cách khác là với Query Selector, chúng ta luôn chỉ lấy ra được một thẻ P trong danh sách tất cả các thẻ P này. Đó. Và tôi giả sử nếu tôi thay đây là all thì các bạn sẽ thấy là tôi đã lấy ra được danh sách tất cả các thẻ P. Đó. Thì đối với Query Selector All thì nó cho phép chúng ta chọn danh sách tất cả những thẻ giống nhau. Tôi giả sử tôi thay đây thành class. Thành class 1. Tôi giả sử như vậy. Đó. Và tôi sẽ sử dụng. Thì lúc này tôi cũng sẽ lấy ra được tất cả những cái thẻ có class là on. Đó. Thì đây là sự khác nhau cơ bản giữa Query Selector và Query Selector All. Tôi sẽ viết rõ ra như thế này để các bạn hiểu. Đây. Đó. Thì đây là sự khác nhau giữa hai thằng này. Đối với Selector thì nó chỉ chọn ra được một thẻ duy nhất có trên cái trang đó, cho dù cái thẻ đó có bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ lấy ra một cái. Còn đối với all thì nó sẽ lấy ra tất cả những cái đang tồn tại trên trang. Đó, thì đó là cái sự khác biệt duy nhất. Ngoài ra,
khi các bạn sử dụng Query Selector, nó cho phép chúng ta query một cách linh hoạt hơn. Linh hoạt hơn ở đây có nghĩa là gì? Nó cho phép các bạn truy xuất đến từng cái thẻ bên trong, nó truy xuất đến những cái thẻ lồng nhau. Tôi ví dụ như này, trong thẻ P này tôi lại có thẻ A. Đó. Và trong A tôi lại có thẻ Spa. Ví dụ tôi để là test link. Và trong thẻ A tôi lại có một thẻ Small đây. Đó. Bây giờ tôi muốn lấy từ thẻ P, tôi muốn lấy được thẻ A, thì tôi hoàn toàn có thể làm như thế này. Tôi sẽ comment phần này lại. Đây, tôi sẽ là document.querySelector. Và tôi sẽ viết giống như viết CSS. Tôi sẽ từ P, tôi sẽ gọi đến A và gọi đến small. Tôi giả sử như vậy. .style.color bằng res. Thì lúc này các bạn sẽ thấy cái kết quả. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy là à, lúc này tôi tác động vào thẻ small và tôi chuyển màu cho nó là có màu đỏ. Đó, hoặc là có màu orange như thế này. Đó. Ok. Và tôi hoàn toàn tôi có thể tác động vào thẻ A như thế này. Tác động vào thẻ A và để cho cái này có màu đỏ. Đây. Đó, các bạn thấy nó có hai màu khác nhau hoàn toàn. Đó, thì với Query Selector thì các bạn thấy là cái cách chúng ta selector, hay là nói cách khác là cách chúng ta chọn một cái thẻ, nó sẽ linh hoạt hơn rất là nhiều. Nó không cần phụ thuộc vào ID hay là class hay là name, mà và cái thứ quan trọng hơn nữa là nó cho phép chúng ta có thể chọn những cái thẻ lồng nhau theo cái cách mà chúng ta sử dụng CSS. Đó, thì đây là toàn bộ những gì liên quan đến phần Query Selector DOM. Các bạn hãy xem lại video này và thực hành nó trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt.